Đám cháy bùng lên dữ dội khoảng 20 giờ tối 3 tháng 3 giờ địa phương khiến cư dân khu vực xung quanh hoảng sợ. Truyền thông địa phương quay lại cảnh nhiều người ôm đồ đạc bỏ chạy khỏi khu vực. Chính quyền Jakarta cho biết họ đã điều động 51 đơn vị cứu hỏa đến hiện trường ở Plampang, phía bắc Jakarta. Lực lượng cứu hỏa nhận định đám cháy rất lớn. Ông Satriadi Gunawan, một quan chức ngành cứu hỏa, nói với đài Kompas TV rằng ngọn lửa đã bắt đầu lan sang các ngôi nhà xung quanh. Trong đoạn video trên mạng xã hội Twitter, có thể nghe thấy tiếng nổ cùng với đám cháy. 2 trong số 16 người thiệt mạng là trẻ em. Ngoài ra còn có hơn 50 người bị thương do hỏa hoạn. Cư dân gần hiện trường đã được sơ tán đến các nhà thờ Hồi giáo gần đó, trong khi lực lượng cứu hộ khiêng những túi đựng thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực. Công ty năng lượng Pertamina vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Trạm nhiên liệu này chứa hơn 300.000 mét khối. Công ty Pertamina khẳng định nguồn cung nhiên liệu không bị gián đoạn sau vụ hỏa hoạn.